Em mời chị Vũ Thị Doanh nhỉ? Doanh Doanh. Thầy Sơn, Dạ vâng. alo đây rồi. Dạ vâng. Thầy Sơn ơi, cho Doanh hỏi tí. Dạ. Lại nói về vấn đề là cái dư có của dư nợ của cái tài khoản 331 đấy. Vâng. Bên bên Doanh thì thật ra là mua 5 con xe của một cái công ty. Dạ. Thế nhưng mà mình chuyển thì mình chưa chuyển hết, mình chuyển 80% thôi, Vâng. còn để lại 20%. Vâng. Mua cách đây 2 năm rồi. Vâng. Xe thì có thể thì mang về để làm cách đây 2 năm rồi, Vâng. nhưng mà hóa đơn thì là họ chưa xuất cho mình. À. Tại cái thời điểm đó thì họ chưa xuất cho mình để họ chờ mình trả hết tiền. Ừ. Thế nhưng mà mình chưa trả hết tiền thì cái công ty đó đã bị tức là công an người ta báo cho vào đường dây nghi ngờ vấn đề là liên quan đến cái là tài chính, nhiều cái chứ không Dạ. phải liên quan hóa đơn, Dạ. để họ khống chế tất cả các một hệ thống công ty to nhỏ đấy, Ừ. không được xuất hóa đơn và không được gì cả. Rồi. Thế nhưng Doanh vẫn trông nợ mấy năm nay như thế thì có ổn không? Doanh chắc đang chuẩn bị có thanh tra thuế đấy. Về Và đấy là sự thật luôn. cơ bản thì thôi, cứ tôn trọng sự thật thôi chị ạ. Tôn trọng sự thật thì mình cứ để đấy thôi, tại vì mình sẽ còn hợp đồng, mình còn tất cả các vấn đề đó. Theo nguyên tắc thì điều này là nó không đúng. Bởi vì sao? Tại vì Đúng. về mặt bản chất là cái xe nó đang đứng ở bên công ty của mình, nhưng nó vẫn chưa hoàn thành hết nghĩa vụ. Mình đang giữ xe nhưng mà may là mình cũng còn có cả hợp đồng, chứ mình chưa hoàn thành hết nghĩa vụ, cho nên là cái xe thì bản chất là nó vẫn đứng tên bên kia. Đấy, thì Đúng xem là rồi. cái giá trị nó nhiều tiền hay ít tiền. Bởi vì mà bây giờ ấy, nó sẽ có một cái việc nữa là gì, cuối cùng ấy, mà khi mà tòa nó xử các cái vấn đề của bên kia cuối cùng ấy, thì nó mới giải quyết nốt cái việc cho mình. Còn nếu không thì thôi, mình cứ để đấy, mình cứ treo đấy thôi, thì vẫn có xe Đang là dùng. 12 12 tỷ. 12 tỷ. Dạ. Nhiều lắm. Rồi, tại vì 12 do tỷ nhưng mà bây giờ nào cứ bên có đâm ra suốt ngày phải giải trình ngân hàng, suốt ngày phải đúng rồi, nói chung là nó cũng rất là vướng đúng rồi, vấn tại đề này. vì do mình Và không bây làm giờ dứt thật ra tiền là cũng không xác nhận được, mà. đấy bây giờ không hề xác nhận được luôn để Vâng. là trả các công ty nó đóng này là hệ thống kế toán các thứ thì sếp cũng trong tầm ngắm nên là coi như mình không có một nguồn nào để lấy thông tin đấy. Dạ. Thật ra thì thôi, cái thứ đấy thì mình cũng chả làm gì được hơn đâu, mà mình cũng không nên xử lý gì hơn, tại vì những cái thứ đấy càng xử lý càng càng khó khăn. Mình cứ trao đổi thẳng Đúng với tất rồi. cả các bên liên quan, ngân hàng rồi là thuế vụ, khi kiểm tra nói rõ như vậy. Hợp đồng đang thực hiện thì cuối cùng bên kia nó gặp phải vấn đề, cho nên nó bị tịch thu hóa đơn và bây giờ nó đang treo ở đó. Thế cho nên là giao dịch nó gọi là giao dịch đang thực hiện, mặc dù là nhiều năm rồi. Đấy, thế nhưng mà vẫn không không kết thúc được. Thì mình cứ tôn trọng sự thật thôi, chứ mình không nên xử lý cái gì cả. Mình xử lý thì nó Cái còn tài dở sản hơn. đấy doanh cũng chưa có căn cứ gì để cho vào vay cả, nhưng mà nói thực tế sếp lại mang cái đấy đi để vay ngân hàng, không mang hóa đơn về nhưng mà họ lại đưa cho cái đăng ký xe, cái xe đấy là hiện tại là đang vay ngân hàng luôn, Đang vay ngân nghĩa là hàng họ của trả bên đất mình vay hay bên kia vay? bên mình vay Bên mình vay thì làm sao mà cho vay được, cái ngân hàng nó vi phạm đấy. Tại vì ngân hàng, họ không cần hóa đơn mà ngày khi bắt đầu không, vay ấy, để họ chuyển tiền. Không, người ta khi mình vay mình chuyển tiền thì bắt đầu mình làm hợp đồng, xong trong hợp đồng đó chuyển bao nhiêu phần trăm đấy rồi rồi rồi, thế thì đấy. tốt. Bởi vì có nghĩa là khi mình ký hợp đồng thì bên kia họ đã giải ngân cho mình bằng vay mua chính con xe đấy rồi, đúng không? Chứ không Đúng phải vay rồi, khoản khác, đúng không? đúng À, rồi, thế thì không sao đâu, thế thì ok, thế không vấn đề gì đâu chị ạ nhá. À, tại ừ, vì rồi theo rồi, nguyên tắc cảm ấy ơn. là gì, là nó phải làm xong được cái xe sang bên này cơ, nhưng vì lý do nó như vậy cho nên cái xe nó vẫn nằm ở bên kia. Đấy, giấy tờ nó vẫn nằm tên bên công ty bên kia, nó chưa sang được đến tên bên này của mình. Nhưng mà mình hãy tôn trọng sự thật đi, cứ để nguyên như thế, không nên cần xử lý cả, càng xử lý càng càng bất lợi cho mình. Dạ. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Rồi hỏi thầy thế để cho biết được thanh tra, ví dụ Dạ. như có thanh tra thì hỏi, thì đang trong vòng thanh tra, Dạ. toàn những trong vòng thanh tra mà doanh số thì lớn mà chung quy lại nó rắc rối rất là nhiều cái, sếp thì cứ chần chừ đi, bên kia họ có những cái nó khó cho mình. Bây Dạ. giờ có đòi người ta bảo tại thời điểm đấy nếu như trong hợp đồng mình không làm đúng theo hợp đồng, Dạ. nên là sau hợp đồng đó ví dụ mình ký 2 tháng chẳng hạn thì mình thì trả hết tiền cho họ để họ xuất hóa đơn cho mình. Dạ. Thế nhưng mà trong 2 tháng đấy còn 20% còn lại là mình chưa chuyển qua hợp đồng thì Dạ. bắt đầu nó mới vấn đề kia nó liên quan. Dạ. Ok chị. Rồi 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 rồi, rồi không cảm sao. ơn Dạ thầy vâng vâng, cảm ơn nhé. chị. Dạ. Hy vọng rằng các cái nội dung video của chúng tôi sẽ mang lại những cái nội dung hữu ích cho quý vị và các bạn. Các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào nút chuông để nhận được các video sớm nhất từ chúng tôi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào các video ở trong kênh của chúng tôi nhé. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn.